Wow, đây là cái nhà sàn. Đi một nhóm bạn chúng ta có thể tới đây đó. Tất cả là đều bằng thủ công hết. Mà sao đi, thấy đi lên cái bỏ đi hết trơn vậy trời, đứng đây cho hỏi thăm vài câu coi. Muốn cầm chiên đồ gì đó đúng không? Cái cặp phong phong rồi đúng không? Cơm lam này mình mở làm sao? Mình sẽ ăn xen kẽ. Ngon quá. 2, 3. Đây là quán Tên Ưng, là một trong những quán ăn mang phong cách Tây Nguyên rất là đẹp, nằm giữa Gia Lai, thành phố Pleiku, gần cái biển hồ. Và đây cũng là một địa điểm mà Phạm Huy muốn các bạn cùng trải nghiệm những món ăn tại đây cùng với Phạm Huy trong series đặc biệt của chương trình Đi Đu Đi Đâu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem ở đây nó có món gì đặc biệt. Follow me. Wow, đây là cái nhà sàn đó. Đi một nhóm bạn chúng ta có thể tới đây đó. Xong chúng ta phải tháo giày nha, tháo dép để ở ngoài. Bởi vì ở đây nó có một địa điểm rất là đặc biệt khác với những cái quán khác, là ngồi dưới đất, ngồi dưới sàn, là trải chiếu xong rồi ngồi, chứ không có, cho nên là không đem giày dép vô được. Đó, đây. Và ở đây cái lối kiến trúc của nó thì đa số là bằng gỗ. Tất cả là đều bằng thủ công hết, bằng tay hết. Khi mà chúng ta vừa bước vào quán thì chúng ta sẽ thấy đập ngay trước mắt là một cái cây nêu đây, rất là đẹp, màu sắc sặc sỡ, thấy không? Sau lưng cây nêu là một cái gian nhà sàn, gian nhà chính ở đây luôn, cho nên rất là bự. Đó, ở trên đó có mấy bạn mặc đồ rất là dễ thương luôn. Bạn ơi, mình lên đây được không? Dạ, lên được. Mà sao đi, thấy đi lên cái bỏ đi hết trơn vậy trời, đứng đây cho hỏi thăm vài câu coi. Con bé hả? Thôi bây giờ anh thích hỏi thăm em mà. Cái này gọi là nhà rong. Đây là một cái gian nhà sàn. Ôi trời ơi, vậy mà nãy giờ tôi đâu biết tôi giới thiệu nhà sàn. Ủa, nhà rong với nhà sàn thì có cái gì khác nhau và giống nhau không? Nhà rong thì nó to, nó bự hơn nhà sàn ở chứ mấy cái chòi á. À, như mấy cái chòi kia thì gọi là nhà sàn hả? Dạ. Yeah. Mấy cái chòi kia gọi là nhà sàn, còn đây gọi là nhà rong, nó bự hơn. Wow, rất là đẹp. Ha, từ trên đây nhìn xuống cũng có thể là mình check in chụp hình sóng ảo hai góc luôn á. Ở đây chụp xuống cũng được và ở đây chụp lên cũng được luôn. Ủa bạn, ở đây thì ban đêm nó có gì thú vị không? Tụi em thì có phòng chiên với lại phòng chiên múa. À, là ban đêm thường là ở đây tổ chức là những cái chương trình văn nghệ hả? Là muốn cầm chiên đồ gì đó đúng không? Cái phong rồi đúng không? Trời ơi, trong này rất là rộng và rất là mát luôn. Nằm ra ăn cái được không? Thiệt, buồn ngủ quá. Nhưng mà tới đây đẹp quá. Trời, bây giờ đang nói bụng nữa, nghe ngồi đây thôi nha, mà nghe cái mùi đồ ăn đang nấu á, nó sọc lên mũi rất là thơm luôn. Wow, cái này là người ta chuẩn bị đang đặt tiệc hả? Dạ, bạn của mình. Ồ, bạn của mình luôn hả? Trời ơi, bạn của mình luôn thì còn chần chừ ngại ngùng cái gì không biết nữa. Tháo giày tháo vớ rồi ra coi. Đàng hoàng lịch sự ạ. À, đây là kiến trúc Tây Nguyên đó, tất cả mọi thứ đều là bằng tre nứa rồi mây, rồi nói chung là rất là đẹp. Ở trên đây thì có những cái cồng chiên, trời ơi, đủ loại luôn, đủ kích cỡ hết trơn luôn. Và đây là những tấm hình sinh hoạt của người Tây Nguyên đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng mượn cái menu, lọt ra kêu đồ ăn liền. Đói quá, run tay run chân hết trơn rồi. À, em ơi. Dạ. Cho anh mượn cái menu đi. Rồi, mà anh làm món. Thì người ta tới đây á, cái món gì mà gọi là đặc sản
Đặc sản của em là gà nướng cơm lam. Gà nướng cơm lam đúng không? Trời ơi, còn chần chừ gì nữa. Món đầu tiên của anh đó. Gà nướng cơm lam anh hơn. Ừ. Ở đây nhiều món quá mà tại vì anh á, cái gì anh cũng muốn ăn hết trơn á. Ý cái gì vậy? Gân gà pan khi khụt. Gân gà pan khi khụt. Trời ơi sao cái tên này nó khó đọc quá vậy? Như là nó gà. Gân của con gà thôi hả? Là pan khi khụt là cái gì? À, hay quá ha. Thôi bây giờ anh coi menu cũng như không à. Bây giờ em thử giới thiệu giùm anh là ở cái quán mình có những món gì đặc sản nè. Lá mì xào lòng mề gà. Là củ khoai sắn khoai mì hả? Trời ơi. Lá mì hả? Rồi ghê vậy luôn. Luộc mà. Cái gì? Rau rừng luộc thì nó mắm cua. Ôi, mắm cua. Rồi ghê vô luôn. Ghê vô có mắm cua hay mắm khao quẹt hay có cái gì đó cứ đem lên hết. Càng nhiều nước chấm càng tốt. Anh mình có dùng thử mình rượu cần không ạ? Rượu cần? Dạ. Rồi lỡ như rượu cần là okay. Lời uống là say rồi sao? Không có say đâu, cái này uống chỉ cho biết hương vị của nó không? Ví dụ như lỡ say rồi sao? Say đương về Nhớ nha, ghi cho anh vô 20 bình. Nó giỡn thôi, cho anh uống thưởng thức thôi. Em ghi anh một bình nhỏ là được rồi. Đọc lại món mình gọi nha. Gà nướng đi, 5 cơm lam, 1 bánh mì, 1 rau rừng luộc. Rồi, ok, 4 món rồi đúng không? Với lại một bình rượu nữa là được rồi. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dễ thương quá. Trời ơi, bởi tao nói thấy chưa? Gia Lai ai cũng dễ thương hết trơn hết trời á. Bây giờ mình sẽ xé ăn tới đâu mình xé tới đó đi cho nó ngon. Ôi ơi, đây là con gà nè, con gà ta cho nên rất là dai. Mà đặc biệt gà trên vùng này nó đi bộ mà nó đi lên dốc lên đổ cho nên là thịt nó dai dữ lắm. Trời ơi, tôi ăn cái khúc nạc. Đây. Gà này là các bạn phải ăn với lại cái món nước chấm đặc sản ở đây. Đây chính là lá é rất là thơm luôn. Xong rồi mình nặng chanh vô lá é luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ăn thôi. Ôi. Trời, cái mùi chanh cộng với cái mùi lá é nó xộc lên mũi. Trời ơi nó thơm chịu không nổi luôn. Gà là chúng ta phải bóc tay chúng ta ăn nó mới ngon. Còn ai mà điệu mà cầm đũa rồi đó, trời ơi ăn rớt lên rớt xuống dơ nè đó. Cái gà ở đây á nó ướp gia vị rất là vừa ăn, vừa bỏ vô tới miệng thôi là nó thấm liền. Chúng ở đây rất là nhiều loại nước chấm, chúng ta có thể chấm cái gì cũng được. Miếng này chấm muối hơi nhiều, nó hơi mặn mà không sao. Đúng, dưa leo là phải sắc cái kiểu này nè, nó bự vậy nè đó, chấm ăn nó mới giòn, nó mới ngon được. Có mấy chỗ sắc nhỏ quá ăn không thích. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình ăn món món này là món nãy mình kêu món này tên gì nó mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Thơm, nó thơm cái mùi xào của tỏi hành phi rồi đó. Cái món này á thì ăn vô nó hơi nhẫn mùi của cái lá này, nhưng mà cũng rất là ngon. Không thấy gân gà đâu. À đây là gân gà. Không những có gân gà mà còn có lòng gà nữa mọi người à. Đó. Cái lá này rất là lạ luôn, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ăn. Cái lá này là lá băng kia hút gì đó, hồi nãy là trong đó giới thiệu. Dạ không anh ơi, đây là lá mì xèo lòng mề gà. Lá mì xèo lòng mề gà. Là cái món này là lá mì xào lòng mề gà. Dạ. Không phải lá băng kinh hút. Nói lại nha, cái lá này nè mọi người ơi. Cái lá này là lá mì, tại cái này lòng gà, đây lòng gà, đây lá mì, chúng ta sẽ có thể mình trộn chung, mình bỏ vô vào từng cái
từng cái vị của cái lá mì nó quyện trong cái xớ lưỡi. Trong cái xớ lưỡi. Nó tạo nên một hương vị rất là ngon cho mọi người. Quê quá, con bé đó thiệt á. Rồi, còn đây chính là rau rừng. Rau rừng này á, đây có hai loại nước chấm luôn. Một, đặc sản ở đây là mắm cua. Hai, đây là kho quẹt. Kho quẹt thì nó thường rồi, bây giờ chúng ta sẽ ăn thử mắm cua nha. À, đây, rau rừng. Trời ơi, cái gì chứ. Rau tôi thích dữ lắm. À, thơm. Trời ơi. Cái mắm cua này á, nó có luôn cái riêu cua luôn. Riêu cua, thơm mùi cua. Đó, thấy không? Mà rất là vừa miệng luôn. Ngon quá. Cái món này ngon quá. Chấm tiếp. Dít luôn cái riêu cua. Ngon quá. Cái này kho quẹt thì bình thường rồi, ở đâu cũng có. Cũng ngon. Nha. Bây giờ mình sẽ ăn tới cái món cơm lam. Bởi vậy làm gì làm, không phải ăn cơm cho nó chắc bụng. Bé ơi. Dạ. Cơm lam này mình mở làm sao? Hay dữ vậy, trời ơi, có biết đâu. Là khui giống như khui bia vậy hả? Dạ. Khui hết luôn, giỡn mặt. Ba cái quỷ yêu này. Đây mọi người, đây là cơm lam. Đặc sản ở đây là cơm lam. Cơm lam là hồi đó giờ nghe rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay mới có dịp ăn. Ủa bóp tay luôn đúng không ta? Bóp luôn đi lỡ rồi. Chấm muối nè. Nó dẻo. Nó rất là thơm. Cái vị nấu đó là vừa miệng, dẻo, nó không bị khô quá, nó không bị mềm quá, nó thành bị nhão. Rất là vừa ăn. Và khi mà nhắc tới cơm lam thì chúng ta không thể nào bỏ qua. Đó là gà. Ăn gà tiếp thôi. Có cơm lam là phải có gà. Đây, mình sẽ ăn xen kẽ. Ngon quá. Trời ơi, thiệt. Bởi vậy cái nết ăn xấu dữ lắm. Ăn uống là bất chấp hình tượng, bất chấp thân thể. Ăn là ăn, uống là uống thôi. Giờ tới phan mình uống rượu. Này là gì? Này là ống hút à? Em ơi. Này là bây giờ mình uống sao? Anh hút cái lên được anh. Mình rửa ra, là mình hút vậy thôi hả? Rồi còn này là gì? Cái đó là canh rượu anh. Uống canh. Cái này nó rượu nó xuống cái cây á, là hết một canh của nó. Là chưa hiểu lắm nè. Rồi lại là 2, 3, cái này là gì? Cái này là canh rượu. Canh rượu, canh rượu. Là nước nó sẽ lên tới bàn, anh hút khi nào nó lúng cái cây là được. Là hết một canh rượu. A few moments later. 2,000 years later. Nên anh uống nha. Chứ em giải thích, anh cũng không hiểu luôn. Uống thử, bây giờ mình sẽ uống thử. Đây là rượu gì? Rượu cần. Rượu cần nha mọi người nha. 2, 3. Trời ơi trời. Cái rượu cần này á là uống vô cái vị đầu tiên mà tôi cảm nhận được luôn là nó giống với lại cơm rượu. Nó giống với cơm rượu mà hồi đó mẹ hay cho ăn nè. Quá ngon trời ơi. Tưởng là lấy cái ly này, tính là tưởng cái rượu nó đắng dữ lắm, uống này uống nước chữa cháy. Nhưng mà không cần nữa, tại vì cái rượu này nó ngon quá. Mà không biết uống nhiều nó có xỉn không ta? Thôi mà đâu sao đâu, xỉn là để có bé kia hứa là đưa về. Thôi, quá ngon. Đó, Phạm Huy chỉ muốn nhắn nhủ nhẹ tới tất cả mọi người là nếu như mà có dịp mà đặt chân tới Gia Lai á thì đừng bỏ qua cái quán ăn tuyệt vời này. Đó chính là quán Tên Nưng. Tại vì tới đây các bạn sẽ thưởng thức được những món ăn nó gọi là cái gì ta? Nó rất là chân chính từ cái hương vị núi rừng. Đó. Nhớ nha. Bây giờ ăn tiếp đây. Sau khi mà ăn uống no say, trời ơi thiệt, nói thiệt, trời ơi không nghĩ là mình có thể ăn nhiều như vậy luôn á. Tại vì nó quá ngon, đồ ăn ở đây quá tuyệt vời. Trời ơi ở đây à, đúng quả thật là số 1. Bây giờ là sẽ xin chào mọi người và chắc chắn với một cái địa điểm mà nấu ăn ngon như vậy thì không thể nào mà chúng ta không ghé lại được. Bởi vậy bây giờ là bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong series đặc biệt của chương trình Đi Đâu Đi Đâu vào những số sau. Bye bye.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm like và share nếu bạn thấy hay và để lại ý kiến của mình dưới phần comment của video nhé. M Channel sẽ tham khảo ý kiến của bạn.